đúng cách sẽ giúp loại bỏ các mảng bám và sự tích tụ của vi khuẩn trong khoang miệng. Việc này cũng sẽ giúp phòng ngừa nguy cơ mất răng như sâu răng, viêm lợi, viêm nha chu, đồng thời hạn chế tình trạng bị ố vàng do mảng bám màu của thực phẩm dùng hàng ngày. Vậy, cách chăm sóc thế nào là đúng để đảm bảo sức khỏe răng miệng? Các bác sĩ khoa răng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội chia sẻ những lưu ý quan trọng nhưng chưa được chú ý khiến răng bị ảnh hưởng xấu. Lựa chọn bàn chải đánh răng. Chọn bàn chải đánh răng có lông mềm hoặc được đề nghị bởi các nha sĩ. Thay bàn chải đánh răng khi bắt đầu bị tưa, lông bàn chải không còn thẳng đứng được nữa, hay khi mắc các bệnh về nhiễm trùng, bạn nên thay bàn chải 2 đến 3 tháng một lần. Không nên dùng chung bàn chải với người khác, sử dụng bàn chải vào mục đích ngoài việc đánh răng. Rửa sạch bàn chải sau mỗi khi sử dụng để nơi thoáng mát, không đụng vào vật dụng khác. Ngoài ra, người dân cũng không nên đánh răng quá mạnh hay đánh răng nhẹ nhàng theo vòng tròn bao gồm cả mặt trong và mặt ngoài của răng. Đánh răng chỉ làm sạch được 3 mặt răng, do vậy bạn cần phải kết hợp với sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch kẽ răng ít nhất là 1 lần trong ngày. Để đánh răng sạch và không ảnh hưởng đến sức khỏe của răng, bạn cần phải đặt bàn chải theo phương nằm ngang với độ nghiêng khoảng 45 độ so với phần viền lợi, đảm bảo các lông bàn chải có thể tiếp xúc trực tiếp với cả phần răng và phần lợi. Sử dụng một lực vừa đủ và chải nhẹ nhàng ở mặt ngoài của tất cả các răng trong hàm với khoảng cách là 2 đến 3 răng, thao tác xoay tròn để lông bàn chải có thể đi vào từng kẽ răng, lấy hết các mảng bám và cặn thức ăn. Chải phần mặt trong của răng hàm trên tất cả các răng hàm trên và hàm dưới giống như cách chải răng ở bên ngoài, thao tác có thể chải xuống hoặc xoay tròn đều được. Bạn nên đặt lông bàn chải theo hướng song song với mặt nhai của hàm rồi tiếp tục nhẹ nhàng di chuyển đến đầu bàn chải khoảng 10 lần từ trong ra ngoài. Dùng chỉ nha khoa. Dùng chỉ nha khoa là cách làm hữu hiệu để loại bỏ thức ăn thừa trên răng. Sử dụng một đoạn dài khoảng 30cm và quấn hai đầu sợi chỉ ở hai con giữa, chừa một đoạn ở giữa khoảng 5cm. Sau đó ngón trỏ và ngón cái kéo căng sợi chỉ, nhẹ nhàng đưa vào từng kẽ răng, sau cho đoạn chỉ lên sát vào bề mặt của răng. Bạn không nên ấn quá sâu, kéo sợi chỉ qua lại sẽ gây tổn thương lợi. Hãy kéo sợi chỉ quanh mỗi răng theo hình chữ C và nhẹ nhàng di chuyển lên xuống ở mỗi bề mặt răng. Thay sợi chỉ khác khi chuyển qua làm sạch răng kế tiếp. Chọn nước súc miệng. Theo các bác sĩ, hãy chọn mua những loại uy tín đã được cơ quan chức năng có kiểm chứng chất lượng. Dùng nước súc miệng sau khi đánh răng ngâm khoảng 30 giây để tiêu diệt các loại vi khuẩn trong khoang miệng. Bạn không nên ăn sau khi đã dùng nước súc miệng ít nhất là khoảng nửa giờ. Không được nuốt nước súc miệng và dùng quá 2 đến 3 lần một ngày. Vệ sinh lưỡi. Không chỉ tích tụ trên răng gây ra cao răng, các mảng bám còn có thể tích tụ ở trên lưỡi gây ra các vấn đề về răng miệng và hơi thở có mùi hôi. Do đó, mỗi khi chăm sóc miệng, hãy kết hợp với việc chải lưỡi, chải trên bề mặt lưỡi từ trong ra ngoài bằng bàn chải đánh răng hoặc các dụng cụ chải lưỡi chuyên dụng. Uống nhiều nước lọc. Nước lọc luôn là thức uống tốt cho sức khỏe tổng thể và răng miệng. Ngoài ra, theo nguyên tắc thông thường, bạn nên uống nước sau mỗi bữa ăn. Điều này có thể giúp đẩy lùi các tác động tiêu cực của thực phẩm và đồ uống có tính axit cũng như những lần chải răng tiếp theo. Thực hiện khám răng định kỳ. Bạn nên khám răng theo khuyến nghị của nha sĩ khoảng 6 tháng một lần. Khi có các dấu hiệu sau, bạn cần phải đi khám ngay: đau răng, sưng hoặc xuất huyết lưỡi, sưng lợi và vùng xương hàm, có vết loét niêm mạc miệng. Áp dụng một chế độ ăn uống phù hợp và hạn chế hút thuốc. Chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung canxi, vitamin, hạn chế ăn quả vặt, không nên ăn nhiều đồ ngọt trước khi đi ngủ, không ăn các thực phẩm quá nóng, quá lạnh, quá cứng, quá chua, không nên hút thuốc. Những người hút thuốc lá thường có nhiều vấn đề về răng miệng và níu hơn những người không sử dụng.